Hello anh em thì uh, video này là quảng cáo nha uh, bên mình mới mở ra một số cái dịch vụ cho anh em nhân cái dịp là anh em đang ở nhà này thì hãy xây dựng thêm cái hệ thống uh, uh, shop rồi là hệ thống kinh doanh online của mình thì một số anh em thì uh, có thời gian để chúng ta xây dựng có một số anh em thì không có thời gian hoặc là chưa đủ các cái uh, bộ công cụ để chúng ta có thể xây dựng được thì đây là những sản phẩm bên mình thứ nhất là mình sẽ có shopee này tất cả những cái này đều kèm hỗ trợ này, anh em nhé nó khác biệt so với việc các bạn mua ở chỗ khác là được mình hỗ trợ thêm các bạn nhắn tin vào trong cái fanpage của mình là fan đức nho này bên mình sẽ hỗ trợ support cho các bạn nhé gần như là hai trên bảy nhá đây anh em chỉ cần đi bốc vào đây là được thôi tại thì uh, auto shopee và shopee plus hai cái này thì mình thấy đang dùng ok nhất ngoài ra thì nếu như muốn đặt đơn ảo thì bên mình có cái app để hướng dẫn uh, để hỗ trợ nhân đặt đơn ở trên uh, điện thoại android cái này thì uh, 10 k một trên một cái app cộng với lại hướng dẫn Uh, cái này là support uh, hướng dẫn lâu dài nên là anh em hãy cân nhắc nhé vì cái giá cả nó, nó khác bọt lắm ok tiếp theo là decom hoặc sim rác để tạo shop đặt đơn thì sim rác việt nam mobile giờ mình đang bán 15 000 một cái và uh, decom thì ba trăm rưỡi có khách đa mạng tiếp theo là cái tài khoản shopee mà tụi mình đang thì tự tạo bằng tay thế thì cái này là năm nghìn một tài khoản có bảo hành đăng nhập 3 ngày rồi trả cho anh em nói chung là mình làm thì uy tín thì anh em biết rồi đấy anh em có vấn đề gì thì mình hoàn toàn để support hoặc là đổi trả tư cho anh em thoải mái nhé làm việc kinh doanh dựa trên là mình uh, dựa trên con người mà anh em làm việc bao nhiêu năm rồi anh em chắc anh em quá hiểu tiếp theo là xây dựng shop theo cái yêu cầu của anh em thì cái này mình đang đang đi xây dựng cho một số anh em là dưới 200 sản phẩm thì là 5 triệu thì mình xây dựng shop chuẩn sale chưa bao gồm đặt đơn ảo nhé tiếp theo là cái đặt đơn ảo và gạch đơn thì là 15.000 một đơn thì 15 000 một đơn này thì bên mình có support support thêm cho anh em đấy support thêm cho anh em làm sao để tối ưu thứ tiếp là shop yêu thích thì là 1 triệu hai là một tuần là được shop yêu thích rồi đấy, gạch đơn thì gạch đơn tức là sao thì, nếu các bạn không liên hệ được với shipper á thì bên mình có liên hệ sẵn các loại các cái bạn shipper sẵn cho các bạn rồi các bạn chỉ việc uh, ebook bên mình trao đổi cách phương, phức, phương, pháp làm thôi thì giá là 3.000 một đơn còn lại nếu mà tăng like và follow thì cứ 300k thì là được 1.000 follow và 300 like nên anh em mà cần thì hãy ebook trực tiếp cho mình đấy này là, là Facebook đây là link fanpage của mình này là mình biết thì chưa cả làm xong đây đây là số điện thoại của mình này hoặc là anh em thể kết bạn Zalo thông qua cả hai số này luôn đều được Vì sẽ support ngoài ra thì anh em vẫn có thể nhận cái ebook bán hàng thật đơn giản ở đây thì em qua đây anh em nhận nhé Thế đây là những cái dịch vụ của mình tất cả đều được bảo hành được hỗ trợ được support nhé tất cả đều như vậy luôn thì dù anh em mua ít mua nhiều hay bất kỳ một điều gì thì anh em đều có thể ebook trực tiếp cho mình mình đều mình thì một, một một mình không để là bản thân mình thì không support trực tiếp cho tất cả mọi người được thế nhưng mình có đội ngũ hỗ trợ thì các bạn ấy cùng với mình các bạn cộng sự của mình các bạn nên cùng với mình để support hỗ trợ cho các bạn trong cái mùa dịch này để các bạn có những shop để, để kinh doanh tốt nhá đấy ok thì cái đường link thì mình sẽ để là và để dưới đường mô tả cho anh em luôn nhé mình sẽ để cái đường link dưới mô tả cho anh em nhé ok anh em nào mà cần thì inbox trực tiếp cho bên mình ba anh em